Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường nội địa được coi là cứu cánh cho lối ra của nhiều doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực gia đình và trẻ em. Với đặc thù riêng, thị trường nội địa sẽ quyết định sự tồn tại của các doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho rằng, giai đoạn khó khăn hiện nay có thể là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu. Nhận thức được vấn đề này, rất đông đảo đơn vị đã tham gia chương trình bình chọn các doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013. Một sự kiện có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 12 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2013. Với sự vào cuộc của nhiều đơn vị truyền thông uy tín như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Báo Lao động Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng, đây cũng là dịp để cộng đồng ghi nhận sự cố gắng của các doanh nghiệp vì người tiêu dùng Việt Nam với sự bảo trợ thông tin của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Dù được tổ chức lần đầu tiên, chương trình thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cái mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi muốn tạo ra một cái cầu nối gần gũi trong giữa sản phẩm, cái doanh nghiệp với người tiêu dùng. Vì chúng ta biết là hiện nay thị trường thì rất là phong phú và không phải người tiêu dùng nào cũng có thể có đầy đủ thông tin khi mình tiếp nhận một cái sản phẩm. Cho nên là có thể lấy một cái tiêu chí là cái sản phẩm này được nhiều người chọn nó, nhiều người tín nhiệm với nó thì mình sẽ theo đó mà mình cũng lựa chọn. Em cũng biết một chút ít về chương trình này, chọn lọc ra những doanh nghiệp mà cung cấp sản phẩm uy tín cho người tiêu dùng và được người tiêu dùng tin tưởng. Những cái mà sản phẩm mà mình đã biết rồi nhưng mà mình chưa biết nơi nào uy tín các thứ thì mình sẽ phải tìm hiểu những thông tin trên báo đài hoặc internet, thì qua đó thì mình sẽ biết được là những nơi nào nó sẽ cung cấp sản phẩm uy tín thì mình sẽ có độ tin dùng để mua sản phẩm. Với các doanh nghiệp tham gia chương trình này, đây là một dịp để họ khẳng định thêm thương hiệu và uy tín, được minh chứng qua những lá phiếu bầu chọn của người tiêu dùng, qua sự thẩm định khắt khe của ban tổ chức. Gần 100 danh hiệu được vinh danh trong dịp này đã ghi nhận được sự thành công của doanh nghiệp tròn cả một quá trình xây dựng thương hiệu. Đó hoàn toàn không chỉ là một cái tên, đăng ký cái tên đó của doanh nghiệp, mà tổng hợp các hoạt động để tạo ra cho được một hình ảnh rõ ràng và khác biệt cho riêng mình. Các đơn vị như Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sinh Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Phúc An AMC, Công ty Cổ phần Quốc tế BMG là những ví dụ tiêu biểu. Khi tham gia chương trình này thì tôi thấy một cái điều rất là tin tưởng vì cái sự chính trực và cái ý nghĩa lớn của nó, tôn vinh những cái sản phẩm của những cái doanh nghiệp thực sự tốt mà hướng đến các cái gia đình và trẻ em Việt Nam. Và cái cuộc thi này nó được đánh giá khách quan bởi vì người tiêu dùng Việt Nam. Tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta ai cũng muốn làm những việc tốt. Việc tốt đó nó phải được cái người tiêu dùng cuối cùng đánh giá. Tất cả những cái tâm huyết của tôi trong suốt 11 năm qua thì tôi đã đưa ra cái sản phẩm mà thứ nhất là để hợp lý về giá cho mọi người sử dụng. Cái thứ hai là tích hợp được tất cả các công nghệ tối ưu để xử lý được nước, thực phẩm và không khí. Cái sản phẩm chuyên dụng cho gia đình về thiết bị ozone, ion âm và công nghệ plasma, trách nhiệm với cộng đồng luôn luôn là cái mong muốn của tôi, bởi vì cái slogan của tôi là sống cống hiến. Mình lỗ lực hết mình để làm những cái gì mà cho đến nơi đến chốn. Tôi cũng luôn luôn nói với nhân viên của tôi rằng hãy làm cái gì thì hãy làm cho đến nơi đến chốn và hãy mang lại cái giá trị cho khách hàng. Đấy là mục tiêu đầu tiên của doanh nghiệp. Trong cái quá trình mà để xây dựng cái thương hiệu của mình ấy thì mình nêu cao cái đầu tiên ấy là cái tiêu chí ấy, là tôn trọng người tiêu dùng. Nghĩa là mình sẽ đưa những cái sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng và mình tôn trọng những cái gì người tiêu dùng cần và mình luôn luôn cải tiến tìm ra những cái sản phẩm nào mà tốt hơn cho người tiêu dùng. Chương trình bình chọn các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013 được tiến hành hơn 4 tháng qua đã không chỉ tạo thêm động lực phát triển cho các doanh nghiệp mà thực sự đã tạo nên một hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm Việt nhiều hơn, sức mua cũng mạnh hơn và chính bản thân chương trình cũng tạo nên được uy tín của riêng mình. Tôi cũng rất lưu ý cái khía cạnh là có thể nhiều cái sản phẩm mà được người tiêu dùng bình chọn nhưng chưa chắc nó đã đáp ứng được hết các cái tiêu chí
để mà phục vụ người tiêu dùng. Nhưng là khi chúng tôi có kết quả bình chọn thì chúng tôi lập một cái hội đồng thẩm định cái kết quả này, và trên cơ sở những cái thông tin mà các thành viên như là những cái người mà rất là có uy tín, các chuyên gia rất có uy tín, họ nhận được để họ xem rằng trong cái số cái sản phẩm này, người tiêu dùng bình chọn này có cái sản phẩm nào, có cái doanh nghiệp nào có vấn đề thì chắc chắn là phải loại ra khỏi cái danh sách mặc dù đã được bình chọn. Những cái cuộc thi như thế này với cái tính chất nghiêm túc như chúng tôi tham gia đầu tiên là ban tổ chức bí mật đến để trải nghiệm sản phẩm cũng như cách thức của chúng tôi làm cho cộng đồng. Chính vì vậy chúng tôi thấy là một cái cuộc thi rất là tốt, và tôi mong muốn rằng có nhiều cuộc thi này nữa để cho những người tiêu dùng Việt Nam, những gia đình Việt Nam và những doanh nghiệp Việt Nam luôn phấn đấu ngày một tốt hơn, đem sản phẩm tốt hơn cho xã hội. Có thể khẳng định, thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh, là tài sản của doanh nghiệp. Đặc biệt, thương hiệu sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kích cầu tiêu dùng, cũng như đem lại niềm tự hào cho không chỉ doanh nghiệp sản xuất mà cả chính những người tiêu dùng sản phẩm đó. Điều này phần nào được minh chứng trong chương trình này. Lễ bình chọn các doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013, đúng vào dịp kỷ niệm 12 năm Ngày Gia đình Việt Nam.